Lady Trần Sẽ Lâm Mạnh. Kính thưa quý vị quan khách, là giống đám cưới vậy sao? À, kính thưa quân viên hai họ, em không phải lộn luôn rồi. Kính thưa quý vị, đó. Quý vị cái tin chị này là chỉ học mấy buổi chứ có ba buổi học á, bữa nay buổi thứ tư cái trời. Thấy sợ chưa? Có qua tay. Chỉ có qua chân luôn á, đừng nói qua tay. Chỉ có luôn cái qua chân nữa. Đó. Bái phục chị luôn. Người ta u năm mươi mấy rồi nghe. Người ta già rồi mà người ta thấy dữ chưa? Sợ chưa mấy bạn trẻ nè, sợ chưa nè. Chị nói thiệt đi, hồi xưa chị có cầm cọ qua chưa nè? Có cầm cọ qua chưa? Chị có vẽ cái gì chưa? Chưa. Chưa luôn á hả? Thiệt không? Ngây quá. Mới học có 3 buổi mà sao mà vẽ đẹp vậy? Cái này á là chị ngồi mình tưởng chỉ giáo viên mỹ thuật á. Nhìn chị giống giáo viên mỹ thuật không? Giống. Giống cô giáo dạy vẽ không? Trời ơi, ngồi kìa. Chỉ có tôi là không giống con thầy dạy vẽ thôi, cái mặt tôi nó hầm hố quá. Cảm đi, cái xì tai của tôi nó vậy rồi. Thầy giống thầy chứ trăm chỗ. Tôi đi mô tô mà tôi nó hiền quá thì nó không có hợp. Cái xì tai nó vậy rồi ha. Trời ơi, đã sợ chưa? Trời ơi, nhìn nè. Ly có biết không ly nè. Trời ơi. Hoa ly đấy, hoa ly. Thấy không? Cái này là bằng chứng sống đàng hoàng nha, chứ không phải mình thêm mắm thêm muối mình nói tầm bậy nha. Chỉ bữa nay là chỉ học buổi thứ tư đấy. 4 buổi học mà buổi học 2 tiếng rồi đấy. Vậy mà hồi xưa giờ á không biết phát huy lên. Bây giờ á, đợi cái lúc mà xế chiều tàn như vậy rồi mới phát huy lên thì nó hơi uổng ha. Giờ 5 giờ mấy chiều rồi. 6 giờ là hoàng hôn tắt luôn rồi. Chỉ giờ chỉ có 3 giờ thôi. Vậy, chỉ 5 giờ 20 rồi đó. Em à cũng 4 giờ mấy rồi đó. Ủa, để tính theo buổi chiều á. Afternoon đó. Đời mà làm được điều mình thích là hạnh phúc nhất đời. Giờ nào cũng được. Giờ nào cũng được, tẻ hoài cũng được. Giờ chỉ ngồi chỉ vẽ chỉ mỉm mỉm không mà là chỉ vui á. Chỉ vui đó. Chứ còn mới vô lóng tiền thì cũng còn nghi ngờ lắm. Đúng không? Mới vô lóng tiền không biết học được không, không biết làm được không nữa. Rồi không biết ông dạy làm sao, hiểu không, dễ hiểu không. Giờ ngồi mỉm mỉm mà, dễ mỉm mỉm mà, thỏa mãn rồi. Nhìn mặt thỏa mãn là biết liền à. Đó, dễ mà mỉm mỉm. Nhớ nghe, ở đây đông người ngồi mỉm mỉm được nghe. Con mình ngồi dễ mỉm mỉm người ta tưởng mình bị gì đó nghe. Có gì dặn con cái nó thấy mẹ ngồi mỉm mỉm là con là mẹ đang vui chứ không phải mẹ bị gì nha con. Đừng nói thấy ngồi con mình mà mỉm mỉm nghi nghi đúng không? Trời ơi, mai mốt đi qua Mỹ ha. Tha hồ mà dễ. Chị học vẽ mốt chị qua Mỹ mà chị ừ. Tiền dữ lắm chị. Mốt á, mốt chị muốn kiếm tiền á việc chỉ ra. Chị ra ngoài giữa đường á, không phải giữa đường mà như cái hè đó, chị kê cái bàn ra. Chị ngồi chị vẽ. Mấy thằng Tây á nó đi ngang nó, ồ bảo đảm chị nó khoái. Nó khoái lắm, mấy người nước ngoài người ta khoái cái thủ công đó, cái nghệ thuật đó. Để chị ngồi vậy đó, nó khoái à, nó đã lắm nha, khi ai biết người ta đặt hàng sao? Đặt chị vẽ cho người ta làm sao cũng trời. Quá. Chứ giờ mình lớn tuổi rồi mình đâu có ở làm neo đâu đúng không? Đúng vậy. Vậy là làm quá rồi nha. Không thiệt, giống như mình ngồi mình vẽ tranh vậy đó. Đảng tử, neo bó dài ra ngồi đâu vẽ có được. Chị bị chị được nổi tiếng luôn á. Trời ơi, mốt chị ngồi chị vẽ bển đi là bó đảm lên cái gì đó. Không chừng lên TV luôn á. Phóng sự nó lên á, sao cô ở Việt Nam qua đây ngồi vẽ đẹp quá. Ồ, đăng phóng sự lên trên truyền hình luôn. Cô già quá, cô không ngồi nhà cô ra đường thôi. Trời, chứ giống mấy người ta đàn ra ngoài kia nó mới thú vị chứ đàn trong nhà ai nghe. Đúng không? Giống như thấy mình không nên cho mình già. Tại vì cái nghệ thuật không có. Đúng rồi, mình tại mình không có trẻ thôi chứ mình đâu có già đâu. Đúng
Nếu như mình chưa được trẻ thôi, nhưng mình không có già. Nghĩ gì đi. Tại vì nghệ thuật nó không có tuổi. Đẹp rồi đó. Tươi lên liền luôn, đẹp. Good, good, good. Trời ơi, mô bệnh có nổi tiếng nha, đừng quên tôi nha. Ờ, đã nổi tiếng rồi đó, là có tiền gì đó, mua vé bay tôi bệnh tôi du lịch nha. Đó, nhờ ông Việt mà giờ mình nổi tiếng rồi, dễ, mấy ông Tây khoái. Cái mốt có nhà tài trợ nè, ai biết được, ông tài trợ luôn. Tên bà Đê không à. Ủa, đã ra không? Đẹp ha. Quá đẹp luôn chứ đẹp rồi gì. Đó mà nhờ để việc này chứ nói chị xử lý lại mới đẹp đúng không? Ừ. Cũng mới được chỉ mới làm đẹp được chứ mới tự nhiên á. Đâu phải tự nhiên vô. Đâu phải tiếp thu được mà. Ừ, đâu phải cơ khơi vô tưởng dễ lắm hả? Đẹp chưa? Đẹp. Dễ quá đâu ai tốn mấy triệu vô học đâu. Đúng không? Nè, mấy cái góc này đẹp hết. Ờ ok, giỏi. Đó, chỉ đâu làm đúng đó. Khác liền luôn. Rồi, đẹp chưa? Đẹp rồi. Ê, trời, đừng có rung, đừng có rung. Bình tĩnh. Ừ, đó, chị rung rồi đó. Đó, đã ghê không? Oh my god. Oh my god luôn đó. Rồi, chúc mừng. Oh my god. Oh my god, đẹp quá. Công nhận chị này chỉ tài năng mà hồi xưa giờ mấy chục năm nay giờ tôi mới phát hiện. Chị mới phát hiện đó. 52 năm trời bây giờ tôi mới phát hiện chị ghê thiệt chứ. Đúng ra hồi xưa giờ phải là giáo viên mỹ thuật hay là phải giống như là họa sĩ được ha. Để nhân tài mà bị ủ trong bọc lâu ngày quá bây giờ xế chiều mới phát hiện ra. Gỡ ha. Gỡ đẹp rồi. Gỡ ra gỡ cho nó cô xíu ha. Còn thiếu. Thiếu gì? Chấm. À, chấm nhĩ hả? Ờ cái là phải đâu mà ngồi mà cười không phải quên luôn đó không? Nhớ kiếp lúc. Đúng rồi, nó có mấy cái hộp hộp lên à, cho nó nổi cái gì lên. Suy nghĩ từ từ. Ừ. Không, nhìn chị vậy là nhiều khi những chị em khác đó, người ta ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ đó, người ta nể đó, ngưỡng mộ đó. Thấy mình nhục. Chỉ, năm, chỉ 52 tuổi rồi, chứ phải chỉ 22 đâu. Không có cái gì nhục á, tại vì mỗi một người có một cái... Hãnh diện chứ nhục gì. Gì đâu hãnh diện chứ bây giờ hỏi thôi bạn nghe được như tôi không chứ hỏi một câu thì thôi được rồi học quá học kỹ thuật thôi tả diễn tả làm sao kỹ thuật dễ làm sao rồi mốt quá chị cứ phối một cái áo lên nhiều bông lên nha nó đẹp lên dù mình vẽ ngay ngực á mình vẽ hai ba bông nhỏ nhỏ thôi ngay ngực á còn ở dưới thì phải làm cho nó nhiều bông lên cái tài dưới cho đẹp